Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Epic Battle Fantasy 5. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thôi. Thì không nhớ nọ và đánh xong cái này rồi các bạn nhỉ? 7:48 đúng rồi. Mình nhớ đánh con hình như là chúng ta phải đi theo cái vết bánh xe, theo như những gì chúng ta hôm nọ khám phá được, có lẽ phải đi theo vết bánh xe anh em ạ, nhưng hiện tại là không thấy vết bánh xe nào cả. Hôm nọ mình đã đánh con boss ở trong này rồi, không biết vết bánh xe ở đâu ta. Nó là cái kiểu mê cung ấy, có boss ẩn trong này. Cái chai hơi bị loạn đường nha. Ôi đây đường điêu, đây đường chúng ta rút ra điêu. Ui đi sâu thích à, đỡ ra ngoài nha. Ồ lại dẫn vào bản đồ, cho anh không có bản đồ đâu. Ồ chỗ này thì nó tắt đường anh em ạ. Ồ cũng hòm này, nhặt luôn dĩ nhiên rồi, vật phẩm và thêm một số thứ linh tinh nữa. Vấn đề là chúng ta đang bị lạc ở trong này, làm sao mà có thể ra được khỏi đây nhỉ. Ok boy, đi đúng một vòng hay sao ấy. Không có bản đồ luôn, bản đồ hôm nay hiện tại nó đang ở đâu đó. À đây, bên anh xe anh em, bên anh xe nó sẽ đi kéo xuống dưới à? À không phải, hay bên anh xe đi theo hướng này, đúng theo hướng mũi tên mà đúng không? Đây hướng mũi tên này, hướng mũi tên của nó sẽ đi xuống dưới đây. Vấn đề là chúng ta sẽ lựa chọn một trong hai chỗ này, chỗ nào có bên anh xe nhở, rẽ sang được không? Chỗ này không có bên anh xe. Đây, đúng rồi anh em ạ, boss ẩn chuẩn. Bên xe theo hướng mũi tên. Ok, đây này, thấy chưa, chúng ta có thể đi xuống dưới được, hay quá. Ở đây có một cái viên đá gì đó, ủa lắm thế, chấn địa. Con này thì mình còn chưa nhìn thấy bao giờ, nó sợ hệ nước thôi anh em ạ. À thủy kiếm mình đi rồi, giết nó thôi. Chém nhanh bão kiếm này, trả thù, giải phóng tiềm năng vũ khí hiện tại, thuộc tính và hiệu ứng phụ thuộc vào vũ khí hiện tại luôn. Giải phóng. Ui bình thường, không có gì mấy cả. Con này nó không sợ bóng tối lắm đâu anh em ạ. Nguyên tố sấm sét, không sợ sấm sét này. Nguyên tố lửa, sợ lửa không ta? Diệt vong, cái này là cái quang gì đó đấy, nó sợ cái này anh em ạ. Diệt vong này anh em. Nào thử xem nào, tuyệt kỹ gì đây. Ui ôi. Ui tiếp tục là dã xuống. Wow. Phá hủy luôn cả cái máy của mình á. Sợ thật. Ta có một dây chuyền sản xuất những chiếc xe tăng này, cho nổ vài chiếc cũng chẳng sao cả. Kinh thật, đúng là độc tài khác nhờ. Đẳng cấp đấy. Sử dụng cái kỹ năng ánh sáng này. Toàn ánh sáng thôi. Bóng tối này, đây cũng bóng tối này. Độc này. Không có chiêu gì khác ngoài một cái này cả thì phải, đúng không? Thế thì mình sẽ đổi đi. Độc không ăn thua. Nó sợ cái quang này. Chúng ta sẽ chiến thuật đổi thôi, đổi knowledge các kiểu. Đây. Ok. Đến đường này anh em. Kỹ năng. Có cái, nếu có nguyên tố đấy thì ngon, không có. Nó sợ ở cái đấy và sợ nước anh em ạ. Thủy chạm được. Thủy chạm được đấy. Chết một bé xui xẻo, đầu hàng, chạy rồi. Ô, chạy hết rồi anh em. Ôi, không phải, nó lăn qua mình. Yes, kinh phết nhờ. Làm gì đây, ném đá vào đầu à? Đấy, phản đòn gãy xương, còn nó có là xương á, người đá mà. Chiến thuật, kỹ năng là mình sẽ dùng cái bão kiếm đánh lan. Chạy đi đâu. Ok, tấn công thường thôi là nó chết rồi đấy. Con này đấy khỏe lắm, đam rất khỏe luôn. Bây giờ sẽ là những con điện anh em ạ. Nó chỉ sợ phong thôi, chỉ sợ gió thôi nha. Kỹ năng trang bị mình có cái nào là sấm sét nước này, mình có một thanh kiếm nước à, khiêng thép, cái là nguyên tố bóng tối này. Chúng ta sẽ sợ, nó sẽ sợ phong. Chiến thuật dùng phong trảm, mình có phong trảm mà. Lên. Ui sao hụt nhiều vậy, đang là cái sấm sét của mình là rất là hiệu quả mà, tại sao lại chí mạng khó chịu nhỉ. Ủa. Phản đòn anh em, vào đây, khả ném ớt đây, khả năng đang ném ớt được nhiều. Nó chỉ sợ phong thôi, sợ phong sợ độc. À, tiễn đổi chứ đúng không?
cái thanh kiếm nước thì nó không sợ lắm, nhưng mà mình vẫn có thể chém được. Liên kích nhanh em, giết nó. Đây, thanh kiếm nước. Úi giời, khỏe chưa? Bóng tối nó không sợ rồi. Ok, chúng ta sẽ đổi. Chúng ta sẽ đổi thành Anna. Đấy, lên nào. Và sử dụng cái kỹ năng đó chính là xuyên tâm tiễn. Không chết nhỉ? Vấn đề là không chết ta. Phong trảm này. Hụt khá là nhiều luôn. Ok, biệt tấn công thường thôi cũng được. Tấn công này anh em. Một chiều chết luôn. Hay. Và đây là có một cái sa thạch. Hiện tại chúng ta có nên lo lắng không nhỉ? Linh cảm cho tôi biết rằng tảng đó rất là rắc rối đấy. 13.000. Sợ nó sẽ 13.000 máu luôn. Chúng ta sẽ không được rồi. Mấy con này không ăn thua rồi anh em ơi. Nó sợ băng. Sợ băng. Mình có băng đây. Sợ nước. Cái này nó không sợ bóng tối nhỉ. Chiêu cuối nó không sợ cái này luôn. Chúng ta sẽ dùng cái hướng quét đi. Quét cái khối đá xem như thế nào. Đây. Có dữ liệu rồi. Có dữ liệu đây luôn rồi. Sợ băng và sợ bóng tối. Ok. Đây rồi. Thanh kiếm thì bóng tối mà. Đấy. Chém chiêu mạnh nhất của chúng ta. Nhưng phải giết mấy con này trước á. Không, hơi bị mệt. Giết con này trước hay giết con này đi. Cổ thạch lâu năm. Nó chỉ là tảng đá nhưng nó dùng trong các phép điện kinh hoàng. Chuẩn bị tinh thần khi dồn năng lượng đi. Ghê đấy nhở. Nó kháng rất nhiều thứ. Nó sợ bóng tối anh em ạ. Bóng tối á. Mình giết bọn này trước đã. Tính sau. Cứ dùng nước đi á. Thủy tràm đi á. Bọn này khỏe thế nhở. Rất là trâu. Chí mạng này. Ui. Ném cái quái gì đấy. Hơn 200 máu. Ui. Giật xét sợ thật. Mày á, vào đây. Chắc là dồn đam lên đấy để bắt nó anh em ạ. Cũng được đấy, nhưng mà đông quá. Đánh cả hậu quân cả. Đấy, rồi chúng ta sẽ thủy trảm. Đây thanh kiếm của mình là thanh kiếm nước đây. Không đánh thì hơi phí đúng không? Chém nhanh này, chém chết con này trước. Một con, ôi không chết kìa. Má ơi, chúng ta sẽ sử dụng chiến thuật đó chính là chuyển thành Lancer. Thay luôn. Dĩ nhiên rồi. Và sử dụng cái kỹ năng đó chính là cái kỹ năng này là kỹ năng bóng đêm. Bắn khá là rát nhỉ. Thủy trảm này anh em. Một con đã đai. Vấn đề là máu chúng ta mất hơi nhiều máu ấy. Rồi chúng ta sẽ từ từ no less sẽ hồi máu cho team nha. Mình vẫn dùng cái thanh kiếm này, chúng ta là sử dụng cái đòn liên kích này. Vào đây chí mạng. Má ơi, cũng chết nổi rồi. Đòn tấn công luôn. Kỹ năng này. Hồi phục đồng minh, xóa bỏ mọi ứng này. Thôi cái bắn cái này trước đi. Đâu giết không nhỉ? Không chết nổi. Khỏe thế. Chiêu cuối là bóng đêm này. Ok. Giờ đã có bóng đêm nào. Tấn công nó. Ấy. Hay. Cắn nó phát. Phá phép này. Biển tấn công đi. Ủa. Gần chết luôn kìa anh em ơi. Bắn laser. Laser là cái quái gì? Laser. Sắp chết rồi. Chết thật ạ. Chúng ta chết rồi. Biển làm nào đây. Mình có một cái chiêu cuối. Chiêu cuối thì nó lại không khắc chế. Nó sợ bóng tối cơ. Nước thì nó không bình thường. Để làm nào nhỉ? Để hồi sinh nhỉ? Ok, bây giờ thì chiêu cuối đi. Chiêu cuối thì giết con này trước đi ạ. Rồi. Kiếm của hắn có thể cắt xe tăng dĩ nhiên. Và chúng ta sẽ phải triệu hồi thỏ slam lên. Ok. Thỏ slam sẽ búp cho chúng ta tăng khả năng hồi máu. Chỉ sợ mình sợ chết bây giờ này. Chết thật ạ. Cho chết trước rồi. Phải 3.000 máu. Mày nhá. Phản đòn này. Chỉ còn một con thôi. Con này sắp chết rồi anh em ạ. Ok. Không sao. Bây giờ hồi sinh nhỉ. Hồi sinh cho từng người một. Mình sẽ sử dụng cái trang bị vật phẩm. Đó chính là cái này hồi sinh cho thằng này luôn. Khả năng hồi máu mà. Có đang hồi máu không? Tính như không. Tính như không có đúng không. Chém nhanh này. Giết con này trước.
một bé hay. Bây giờ bắn nó thật nhẹ nhàng anh em. Ơi giờ rồi nó còn tầm khoảng 2000 máu thôi, đánh thật nhẹ nhàng thôi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đánh kiểu gì đây, chém tấn công thường được không? Ôi đấy, bây giờ bắt thôi anh em ơi. Rồi sắp chết anh em, sắp chết luôn. Và chúng ta sẽ úp sọt thôi bằng cái, đây là máy quá, chiến thuật là cho sẽ úp sọt được. Yes, bắt luôn. Chạy đi đâu? Ôi xong rồi nhỉ. Lăm lăm lăm. Ôi ôi phản đòn chết rồi. Bó tay luôn. Đang bắt con đấy sao nó không vào được nhỉ? Đích hiểu ấy. Chết mất hai người. Đường hầm gì mà dài dữ vậy? Có đi hết chỗ này được không đó? Thì nếu giả thiết trái đất tròn quay là đúng. Cái quái gì vậy? Team nó sẽ hồi máu dần dần. Má ơi, đây là căn phòng bí mật à? Tôi thấy bị kẹt trong một đống hầm mỏ còn hơn là một căn phòng như thế này. Quay lại thôi. Quay lại cái gì? Ai đây? Mấy người là bạn hay thù? May mà ta mang theo rất là nhiều súng, nếu không thì chết lâu rồi. Biết ngay là cái lối này, cái lối vào sẽ sập mà. Ta chưa ra khỏi đây, ta đã lấy được kho báu, thực ra thì cũng chưa thấy cái nào cả. Hơi ngáo ngáo. Bên này có cái gì đó. Chúng ta sẽ đi theo hướng nào? Ok, test thử các. Đơn giản thế à? Qua rồi này. Qua luôn rồi này. What the hell? Mình đi đâu đây? Cái phòng đi đâu đây? Cái này đi chỗ nào cũng được hay sao ấy, đúng không? Thấy là nó cái căn phòng này thấy nó hơi kỳ quái. Là nó cũng không có đường. Thế quái này nhỉ? Mình đi đâu đây? Đây, nó vẫn sẽ di chuyển xuống dưới anh em ạ. Cái này thì mình cũng không hiểu luôn. Thật sự là không hiểu cái nơi này luôn là như thế nào. Rõ ràng là cái đường đi nó hướng dẫn mình xuống dưới này mà. Really? Không biết luôn đấy, không có đường đi, không có bất kỳ một cái gì luôn đấy. Okay. Cái này thì không đi được rồi. Hơi khó hiểu nhỉ chỗ này. Lên trên thôi. Chúng ta lên trên thôi. Tiếp tục là đi tìm thêm mấy cái đường đi ở phía dưới cái này nữa. Chẳng biết là cái đường đi theo kiểu gì đây. Bây giờ ta còn không lên được ở trên mặt đất cơ. Chỗ này bị ấy hết rồi này. Đất đá nó đổ hết xuống rồi. Cái chai à, chúng ta đi quay trở lại à? Thật sự khó hiểu nhỉ. Ok boy. Có lẽ lên được không? Bây giờ ta có đi lên được không ấy? Vấn đề là như vậy đây. Chúng ta biết có thể thoát ra khỏi cái chỗ này hay không? Cả vấn đề đây vẫn sẽ là cái đường đi xuống dưới này. Vẫn là đường đi lúc nãy. Không phải đi chưa đi chúng ta. Nó bảo theo hướng vết xe tăng, vết xe ô tô, nhưng mà đường cái kia đường cụt đấy anh em ạ. Đấy hiểu. Không thể thở nổi, xăng và lưu huỳnh. Nó nói về cái gì đó. Má ơi, đi đâu đấy? Cái này đúng là mê cung thật đấy anh em ạ. Cái này vừa mở hòm ở trên. Chính xác là như vậy. Mình đi thẳng lên trên nó cũng không ra được cái gì cả. Đây đây, chỗ này đang bị vướng này. Góc này. Đường cụt. Bó tay, đây đường cụt nha. Khó nhỉ. Thật sự còn không có quái vật cơ để mình có thể thoát ra khỏi đây được. Và chúng ta không về nổi cơ. Thử xem sang bên này như thế nào. Vấn đề mình không thể nào mà về được ấy. Đó là lý do. Đi thẳng lên trên. Biệt thoát ra khỏi chỗ này là tốt lắm rồi này. Mình ghét chỗ này. Thật sự là ghét luôn đấy. Cái đường đi vào của nó là đường nào ấy nhỉ? Really? Lại quay lại cái chỗ bên bánh xe à? Tôi nghĩ người bảo vệ ở cửa nãy có nói nếu là nghỉ chân một chút ta sẽ quay lại điểm xuất phát đấy. Chúng ta nên tiếp tục tìm lối thoát. Ok. Phải tìm thôi. Để mình không biết mình ở chỗ nào luôn đấy. Có tay. Đây hình như đây đúng không? Đây sẽ lối thoát này. Đúng rồi, đây là lối thoát exit anh em ơi. Thoát ra rồi này đây. Khó
không ở đây nữa. Đây. Sợ thật. Chỗ này thật sự, cái này phải có map cơ thì mới có thể tìm được. Xem ra tôi không cần phải nói chuyện với bọn lính của tôi nữa. Họ biết chuyện rồi và sẽ không gây phiền toái đâu. Đấy, lấy hòm chưa ạ? Thì sao? Súng này, ok. Súng nâng cấp. Trang bị Lancer. Lancer có thể nâng cấp được rất là nhiều thứ. Wow, ngon. Súng của Lancer. Cái này có thể nâng cấp được lên này. Wow, nâng cấp. Khỏe, level 5 à? Bá đạo nhỉ. Đồ chơi. Ui, nâng cấp được rất là nhiều thứ này. Có gì nguyên liệu anh em ạ? Chưa nâng cấp được. Đây, cái nào mà nó phải trắng hết cơ thì mới nâng cấp được. Cung này, cho có hai loại cung. Cái này nâng cấp được anh em ạ. Cung bóng tối nâng cấp được này. À, trượng nâng cấp thiếu này. Nâng cấp này, nâng cấp này. Thiếu con gì đây? Chó điện này. Vãi. Hắc cổ ngữ không nâng cấp được. Hiện tại là sẽ không nâng cấp được. À, vào đây. Đó. Phi tiêu. Mũ nam. Oh, có thêm một cái mũ mới. Rồi, đồ ninja. Ui, là nhiều đồ thích nhở, trong này rất nhiều đồ ngon. Ok. Bó tay luôn. Mấy cái bọn này bọn lính của thằng Lancer mà. Kỹ năng này. Wow, cái này mà xem cái bộ kỹ năng của nó chắc phải đến mất cả ngày mất. Chắc là mình sẽ đi sao nhỉ? Nên nâng đều tất cả kỹ năng. Có lẽ như vậy, chúng ta sẽ nâng toàn bộ kỹ năng à. 3k, 5k, Lancer 17k mấy cơ. Ui, Lancer còn nhiều skill lắm. Học. Mỗi cái học một chút. Chúng ta sẽ nâng đều tất cả kỹ năng anh em ạ. Thì nó sẽ khỏe tất cả luôn. Cái này nâng cấp này. Học thêm kỹ năng này. Rồi, level 2, level 1. Nâng cấp cái này lên. Dĩ nhiên. Level 2, level 1. Nâng cấp luôn. Chúng ta sẽ nâng cấp đều. Kiểu dạng như vậy đấy. Hết skill. Đã hết skill rồi. No less cũng sẽ thế. Level 4 nâng cấp mắc ấy quá. Mấy skill này thì nó rất là tốn rất là ít điểm thôi. Cực kỳ là ít điểm luôn. Nâng cấp hết lên. 180 AP. 1000 AP, cái skill gì mà tốn kém điểm thế? Mask cũng sẽ thế. Bão kiếm này. Cái này sẽ nâng cấp lên này. Cái này nâng cấp lên này. Cái gì đấy? Đánh cắp à? Nâng hết. Đỡ phải đọc nhiều thì ta cứ nâng hết thì nó sẽ khỏe dần lên thôi. Thế thôi, đơn giản. Và nâng cấp hết đồ đạc lên thì nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Vẫn còn nhiều điểm quá. Ok, học hết luôn. Natalie. Học từ đây luôn. Level 2, level 1 này. Hết điểm. Lancer thì cũng thế. Con này nên học hết đi. Học hết, nâng cấp hết đi. Theo đúng cái trình tự như thế này. Rồi, nâng cấp này, level 2 luôn, đã xong. Bây giờ thì trang bị cho, không có gì cả. Quần nam. Cái này thì level 4 rồi. Rằng kỹ năng sát thương điện này, mấy cái này cũng vẫn có thể nâng cấp được. Vấn đề là như vậy, nâng cấp mũ nam. Nâng cấp hết lên. Có thể thay đổi được đồ mà. Nón này, nón lá này, giáp này. Nâng cấp hết lên. Có gì nâng hết luôn. Không để làm gì cả. Áo này nó sẽ có tùy trường hợp sẽ cần đấy. Mũ của nữ. Không nâng lên được. Cái này thì cũng không nâng lên được. Giáp nữ nào. Đây. Những cái nào mà nó đen đen như thế này thì không nâng cấp được này. Nó phải trắng trắng cơ. Rồi. Ok. Trang bị thì lâu lắm. Mask. Ngẫu nhiên triệu hồi chói sáng các lượt thủ 20, thủ 40, thủ 20. Cái này ngon hơn này, giáp này ngon hơn rất là nhiều. Cho con này đi, trừ cái cánh một chút. Đó, thủ gia tăng sát thương kỹ năng gió phòng ngự hiệu ứng vô hình cho một lượt. Ồ, cũng nhiều thứ lắm anh em ạ. Được cái này cũng được. Ninja bịt mặt. Thay đổi cái nhân vật chính luôn. Ôi, con slam gì đây, dễ thương vậy. Mình di chuyển đi đâu này? Oh, slam tình yêu. Ok. Phía nam của lục địa rồi anh em ạ. Có gì nhiều rất dễ thương này. Khu vực thần bí là chỗ người thợ làm bè đúng không? Về đến đó thôi. Chúng ta trước hết muốn đi qua chỗ này là phải cắt cây.
cắt cây à? Không, không có gì à? Không có gì cắt cây à? Làng Greenwood này. Map for Knowledge. Rồi ok, chúng ta sẽ chắc là mình sẽ kết thúc tập này đây như thôi. Và xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Epic Battle Fantasy 5. Bye bye.